Kính thưa quý vị, nằm trong chuỗi các hoạt động của Hội chợ Thương mại Kích cầu Tiêu dùng năm 2019 được tổ chức tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long của chúng tôi, xin được trân trọng thông báo với toàn thể quý vị, mỗi một buổi tối sẽ là những ca sĩ mới, sẽ là sự thay đổi nhiều hơn nữa, những gương mặt ca sĩ sẽ đến nhiều với quý vị hơn nữa để phục vụ cho toàn thể quý vị trong những đêm nhạc như thế này. Và xin được trân trọng thông báo với toàn thể quý vị, chương trình ngày mai của chúng ta sẽ là một đêm biểu diễn xiếc, một món quà thật bất ngờ và thật nhiều niềm vui cho các bạn nhỏ trong dịp hè 2019, phải không ạ? Và kính mong toàn thể các quý phụ huynh sẽ cùng đưa con em của mình tới đây, tới dự hội chợ để cùng đắm mình trong không gian màu sắc của những cánh hoa anh đào và được tận hưởng, được theo dõi và được chứng kiến những màn biểu diễn xiếc và ảo thuật vô cùng thú vị. Còn bây giờ, một gương mặt ca sĩ mà chúng ta đã chờ đợi nhất trong buổi tối hôm nay xin được hỏi toàn thể quý vị, đó là ai ạ? Có thể nói lớn hơn được không ạ? Vâng, và chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón nam ca sĩ Lâm Trấn Huy. Bây giờ anh béo thì mình tịnh nhỉ. Lại một người nữ đã tin em, lại một người nữ đã yêu em, lại một người nữ giống như tôi. Lao qua cuộc trần, em vui đời, nhìn em bên xiên mới. Mà tim em nào có bóng hình ai, nhìn người đùa dẫn trên đôi môi, nhìn người hạnh phúc thoát qua thô. Tội nghiệp người đó giống như Huy, xa bao vấn tình. Mà em đã sắp xếp làm tim tôi cũng với bao người khác phải đau buồn. Vỗ tay cho Huy được không Huy ạ? Thank you rất nhiều ạ. Cho dù ai nói em không thật, người ta nói đùa vui, tình qua tay chẳng yêu một ai. Để đến hôm nay khi nhận ra bao đắng cay, khi nhìn em đắm say đến người, người ta bên cạnh em còn xót thương cho người mới tới. Lại một người như đã tin em, lại một người như đã yêu. Một người nữ giống như tôi lao vào cuộc chơi, em vui cười nhìn em bên xiên mới. Mà tim em đâu có bao hình ảnh, nhìn người đùa dẫm trên đôi môi, nhìn người hạnh phúc thoáng qua thôi. Tội nghiệp người đó giống như tôi, xa lo bấy tình cảm bấy tình mà em đã sắp xếp làm tim Huy. OK. Cho ta trả lời cho bạn nha. Đây này. Hey. Một phút. Có ai ở dưới nhảy được không nào? Đây. Bên này. Chào các bạn. Huy chỉ ra đi được một người chưa? Có các bạn nào lên đây luôn nhau. Đây kéo lên. Các bạn. Nhắm mắt yêu mình em không suy, cho dù ai nói em không thật, ta nói đùa vui đi qua tay em chẳng yêu một ai. Chào em, chào anh. Kể đến hôm nay khi nhận ra bao đắng cay, khi nhìn em đắm say những người, vỗ tay với nhau. Cạnh em xót thương cho người mời tới, lại một người nữa đã tin em. Lại một người nữa đã yêu em, lại một người nữa giống như tôi. Lao vào cuộc chơi, em vui cười nhìn em bên xiên mới. Mà tim em đang có bao thì ai, nhìn người đùa dẫm trên đôi môi, nhìn người hạnh phúc thoáng qua thôi. Tội nghiệp người đó giống như tôi, xa vào bấy tình, cặp bấy tình mà em đã sắp xếp. Con gái đã sắp xếp làm tim Huy cùng với bao người khác phải đau buồn.
cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ đứng đây. Mong kiếp sau vẫn là anh em được không ạ? Đến nhập nhạc. À, có ai quẩy không lên đây luôn ạ? Xin mời một số bạn gái ạ. Em ơi! Chơi luôn. Ngước mắt nhìn đời nha. Chơi.
Một lúc đi về chỗ. Cảm ơn em. Vâng, cho anh lớn nhạc tí nhá. Cảm ơn em Phan. Chắc phải cởi áo ra rồi. Xin là cho lên hạt chuông luôn. Chân phải một mình. Bè xa ngã yêu thương phôi pha cũng với tiền. Sống có khi đụng trong cũng giống như con người. Dù thật thế nhưng đâu chắc mà cũng sao xa. Đừng nhìn một người trong cơn mây đen mà xem thường. Bạn đời say mắt áo chưa ai hơn ai nhớ nhé bạn. Ai có qua buồn chơi mới hiểu ra sự đời. Có những khi cửa hàng thôi ở sai bài, biết sai bên đời. Người bạn thân trong cơn nguy nan ta là ai? Cho hơi xin cảm ơn phần suốt đời. Còn người chỉ trong cơn nguy nan ta là ai? Thì ta nhớ rồi một ngày mình đôi cánh. Để có mấy ai không qua nguy nan mới giàu sang. Để có mấy ai không qua những gấm gùi là. Đời ta cố vươn mình bằng nhé, rồi mai sau tương lai từng bước lên cao. Cuộc sống cách của hơn thua chúng ta kiên cường hơn. Đừng trắng trong trời ban cho ta may mắn ở đời. Cho ta mà thôi, chờ trách một ai khác. Đời ra bao nhiêu thương cho ai biết vươn lên sẽ thành công. Trong quy nắng mà xem thường. Rồi ngày mai sau chưa ai hơn ai nhớ nhé quan. Anh có qua cuộc trời mới hiểu ra sự đời. Cơ hàn hồn. Em hãy được cơ mà. Chế trong cơn quy nắng ta là ai. Cho tôi xin cảm ơn bạn suốt đời. Còn người cười chỉ trong cơn nguy nan ta là ai? Thì ta nhớ đến rồi một ngày mình đôi cánh. Để có mấy ai trong qua nguy nan mới xào xang. Để có mấy ai sinh ra trong những cấm luôn mà. Ta sẽ quên từ từ, không quên từ bạn nhé. Đừng bước lên cao, cuộc sống canh đua hơn thua giúp ta kiên cường. Đừng trách ông trời không cho ta may mắn ở đời. Cũng do ta mà thôi, chờ trách một ai khác. Trời sẽ bao nhiêu thương cho ai biết vươn lên sẽ thành công. Để có mấy ai không có nghĩ năng mới giàu sống. Vì đã có mấy ai trong gian trong nhung gấm luôn là. Ai với đời ta, qua vượt mình toàn nhẹn. Ngày mai sống tương lai chắc một ai
muốn cho tranh một ai khác biết vươn lên. Tất cả vì đêm nay sẽ thành công hết, ai cũng sẽ thành công nha. Thank you. Cho thay thật lớn quý vị ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin chào hẹn gặp lại quý vị một ngày gần nhất ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Chỉ có ba bài. Hết rồi. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, với phần biểu diễn của nam ca sĩ Lâm Trấn Huy cũng xin được khép lại chương trình ca nhạc trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng.